sau thì có mâu thuẫn với nội dung của thỏa thuận 69.
các nội dung của nghị quyết thì nó mỗi nghị quyết thì có nội dung khác nhau. Ví dụ như nghị quyết đầu tiên thì ngày 1/10 thì nó bao gồm nhiều nội dung. Về cơ bản, về nội dung cơ bản. Nội dung cơ bản thì rồi thì hội đồng quản trị đã bàn bạc.